Xin tái ngộ quý vị trong cái chương trình Dài ảo thời sự, đúng hơn Dài ảo văn hóa. Tôi tiếp tục trình bày về một nhân vật kiệt xuất là Nguyễn Công Trứ. Chúng ta nhớ lại một vài nét chính đó, là tức là ông thi đỗ giải nguyên trong cái kỳ thi hương ở tại Nghệ An đó. Ông thi đỗ vào năm 1819 và ông đi ra ông làm quan đó, ông vào triều đình Huế, ông bắt đầu ông làm quan từ năm 1820. Và sau đó đó thì có một giai đoạn từ 26 cho đến 27 đó, thì ông có làm một cái chức vụ gọi là tham hiệp tại tỉnh Thanh Hóa, tức là đối với lại triều đình Huế, nó là miền Bắc đó. Và ông đã thấy được một số vấn đề ở đó. Sau thành tích dẹp loạn Phan Ba Vành vào mùa thu năm 1827, Nguyễn Công Trứ được điều về kinh làm thị lang của Bộ Lễ và có dịp trực tiếp tâu bày với lại vua Minh Mạng về tình hình các cái địa phương, lẫn thái độ và phẩm hạnh của các quan lại địa phương. Và từ đó, ông được yêu cầu hoàn chỉnh một cái chính sách thanh lọc nhân sự, và qua năm sau đấy làm thị lang bộ hình, nói nôm na bây giờ đó là thứ trưởng của Bộ Tư pháp. Như vậy đó đấy, có lẽ là Nguyễn Công Trứ đã am hiểu những khúc mắc chính trị trong cái bộ máy công quyền tại trung ương, lẫn các cái bài toán bình định ở nhiều địa phương sau mấy trăm năm nội chiến mới có một lần được thống nhất vào năm 1802 mà thôi. Cái đó là chúng tôi nghĩ rằng là nó là một cái điểm chính và chúng ta nên nhớ. Một cái bất ngoặc thứ hai trong sự nghiệp làm quan của Nguyễn Công Trứ mà tại sao nó cứ thăng trầm đến chóng mặt như vậy đó, là từ những gì ông đã thấy tại chỗ trong việc tiễu trừ loạn lạc vào các năm 1826, 1827. Ông dâng lên triều Minh Mạng bài sớ có ba cái thỉnh nguyện: giải quyết vấn đề cướp bóc, giải quyết cái tình trạng tham nhũng của nha lại địa phương, cướp đất của dân. Và cái thứ ba đó, là làm sao mà kiếm đất canh tác cho dân nghèo. Tưởng tượng xem rằng là cách đây hơn 100 năm đã có người nói ra những vấn đề đó mà chúng ta nhìn thấy nó giống như là đang báo cáo về cái tình hình Việt Nam ngày nay vậy. Tại sao đảng viên địa phương đó có thể gọi là thành cường hào ác bá, cướp đất của dân, mà dân nghèo nó không có đất, không biết đời nơi nào mà kêu la cả. Và vì vậy đó là nó có tình trạng biểu tình nổi loạn. Cái lý do nổi loạn đó đấy, nó không phải là vì cái giặc Ngụy Tây như là Triều Nguyễn gọi đó, tức là quân Tây Sơn, tại vì nhà Tây Sơn đã sụp đổ từ 25 năm về trước rồi, nhưng mà vì những lý do sâu xa hơn mà Ngô Thì Nhậm hay Ngô Thời Nhiệm đã nói ra từ trước, là cả vua Lê lẫn chúa Trịnh nó không ổn định được cái tình hình của Bắc Hà từ mấy trăm năm về trước, nên mới sinh ra cái nạn cường hào ác bá và các cái thủ lãnh địa phương mỗi người hùng cứ một cái đất riêng của mình. Vì vậy đó là mới cần tăng trường binh bị. Thế, và trong những cái bài sớ mà dâng lên Minh Mạng, ông đề nghị một cái giải pháp, nó làm cho chúng ta lại liên tưởng đến cái điều Ngô Thì Nhiệm đã nói kể lại đó, tức là các quan lại đã không có liêm đó là vì bổng lộc không đủ. Thì Nguyễn Công Trứ đề nghị, tức là khi mà Ngô Thì Nhiệm nêu ra chuyện đó là Nguyễn Công Trứ mới sinh ra thôi, 40 mấy năm sau, sau khi mà đã sống ở tại địa phương, nhìn thấy tình hình thực tế và phải đi dẹp loạn Phan Ba Vành 26-27, về sau đó là dẹp loạn Nông Văn Vân cũng là ở cái vùng đất đó, ở miền Bắc đó. Thì ông mới đề nghị một cái chuyện như này đó, là vì đất nước có quá nhiều quan, đảng viên quan bộ quá đông mà bổng lộc quá ít nên họ tham nhũng. Và vì vậy đó ông mới đề nghị là sa thải phân nửa cái số lượng quan lại, tức là công chức của đảng và nhà nước, và tăng lương cho những cái người cần mẫn còn lại đó. Thì một cái chuyện nội một cái đề nghị như vậy không thôi đó, nó có cái tính chất cách mạng, có tính chất triệt để, và đồng thời nó cũng gây ra nhiều kẻ thù cho Nguyễn Công Trứ. Nó là một cái lý do giải thích vì sao đó ông có công trong nhiều lĩnh vực văn võ lẫn cả kinh tế đó.
ông vẫn bị bãi chức. Sau đó đây thì lại đến khi mà triều đình giải quyết không được đó thì lại thăng chức cho ông lại trở lại để ông đi ra ông dẹp loạn. Bây giờ đây có một cái phần thứ nhì, tôi xin nói qua một cái thời kỳ ông đang dinh điền sứ, sau khi ông trực tiếp tâu bày vấn đề với lại vua Minh Mạng, tức là ông tổ chức lại cái bộ máy cai trị và thuế khóa từ cấp xã và cấp ấp trở lên, và qua hai cái mùa đông xuân của các cái năm 1828, 29, ông đã lập ra hai huyện Kim Sơn ở tại tỉnh Ninh Bình và Tiền Hải ở tại tỉnh Thái Bình. Và cái chi tiết về cái việc tham khảo, tâu bày, kiểm tra và thực hiện hai chương trình ấy cho thấy cái tinh thần thực tiễn và mẫn cán của Nguyễn Công Trứ. Mặc dù chung quanh Minh Mạng có khá nhiều người phản bác, đó là những cái thành phần ưu tú sống trên tháp ngà của triều đình trung ương và từ xa nhìn xuống thì đầu tiên hết tất cả đó là phải nghi ngờ cái con người năng nổ do triều đình phái ra đến chỗ đó. Nhưng mà người dân đó lại có một cái cách nhận xét khác. Nhờ cái công lao về kinh tế và khẩn hoang lập ấp, tức là làm sao mà đẩy đất phù sa ra ngoài, đặng để ra lập ra cái nơi canh tác cho người dân để họ có cái đất sống đó, thì chính người dân đó thương ông. Và vì vậy đó đó ông là một người sinh thời, tức là ngay còn sống đó đã được dân chúng địa phương lập ra đền thờ để cảm ơn công đức của ông ta. Thì tôi nghĩ rằng là đó là một cái khía cạnh đặc biệt, nó ngoài thi ca của Nguyễn Công Trứ. Tại sao một người cái nền giáo dục gì lạ vậy nhỉ, 42 tuổi mới bắt đầu đi ra làm quan, tại sao đó đó là làm quan văn ở bên trong ở triều đình trung ương, đi ra làm quan võ dẹp loạn ở bên ngoài, và đồng thời nhìn thấy dân tình đói khổ, đất đai bị cường hào ác bá, và các cái lãnh chúa, tức là các quan lại địa phương đó, phải cư xử như lãnh chúa, đó là chiếm đoạt. Thì người dân người ta khổ quá, và người ta chỉ còn một con đường đó là người ta đi biểu tình, người ta nổi loạn, giống như là những cái chuyện mà chúng ta đang nhìn thấy, đọc đọc làm sao mà đọc thấy cái báo chí ngày hôm nay ở tại Việt Nam họ đâu có tường thuật hết được. Tại sao mà gọi là bị cướp đất, tại sao mà khiếu tố tập thể bao nhiêu năm nay đó là đi ra nào là Hà Nội, đi ra đưa ra than khóc kêu gọi yêu cầu đó, đó là phải giải quyết những cái chuyện đất đai của người ta. Nhưng mà tại vì đất đai là sở hữu của toàn dân mà do nhà nước thống nhất quản lý, cướp luôn, chia cho tay chân hết tất cả, tay chân làm giàu rất nhanh rất nhiều và giải quyết cái chuyện đó không xong. Thì Nguyễn Công Trứ vào cái thời chúng ta ngày nay đó đó, theo người cộng sản cứ gọi là phong kiến, dám làm được những cái chuyện nó như vậy, thì ông ta đó đó là ông có bản lĩnh, ông dám làm chuyện đó. Ông làm chuyện đó không phải không chỉ vì những cái trở ngại trước mắt về cái chuyện giặc giã đao binh, mà vì những cái cản trở ở phía sau, nhiều người níu áo kéo ông lại. Đó là lý do tại sao mà trong vòng có 28 năm đó, đó là có khi leo lên đến chức gọi là dinh điền sứ nhé, nhiều có khi làm uy viễn tướng công, tức là tham gia vào cái trận chiến giữa Việt Nam với lại Xiêm La để tranh giành ảnh hưởng trên đất Chân Lạp từ 1841-1845 đó, đó. Ông đi lên đây là uy viễn tướng công. Và coi như là có lúc đó ông làm thượng thư bộ binh, đó, tức là tổng trưởng quốc phòng, kiêm là tổng đốc hai tỉnh, vân vân như vậy. Mà cuối cùng sao là bị cách chức. Rồi cuối cùng 66 tuổi rồi là đi về đi làm lính thú, làm gọi là binh nhất binh nhì ở dưới. Thế thành ra chúng ta nhớ đến cái công lao của một cái nhân vật mà tôi gọi là kiệt xuất, xuất chúng, sinh vào năm Mậu Thân. Thì tôi cho rằng là Mậu Tuất chứ, xin lỗi. Chúng ta không nên quên vài ba đặc điểm của thời đại Nguyễn Công Trứ. Thứ nhất, vì cái nhu cầu tập trung quyền lực, cái tầng lớp quan lại đó có những cái mâu thuẫn về xuất xứ, nôm na ra đó là có tinh thần kỳ thị địa phương, mâu thuẫn về địa phương đó, tức là cái chuyện Bắc Nam triều đình Huế đó, đó là vẫn không ổn định được đất Bắc Hà,
Tại vì đất Bắc Hà không phải chỉ vì người ta còn tưởng nhớ đến công lao của vua Lê hay là chúa Trịnh không. Đất Bắc Hà vốn dĩ đã có những cái khó khăn từ cả trăm năm về trước mà người đã nhìn thấy và nói ra, đó, đó chính là Ngô Thì Nhậm. Thứ nhì nữa đó là cái việc tập trung quyền lực vào triều đình Huế đó, đó thì trong cái tầng lớp quan lại lại còn có những cái mâu thuẫn về nhận thức và về cái cách giải quyết vấn đề, về hành động, về chủ trương và tư tưởng lẫn cả tư lợi và cả cái sự kiêu mạn. Tại vì họ đó là cái thành phần ưu tú lên đến làm quan chóp bu ở trên, thành ra họ nghĩ rằng là tư tưởng của họ là đúng, trong khi một cái người đó, đó đã đi ra làm quan rất trễ, sau một cái cuộc đời gọi là đầy những tình ái, tình và ca là Nguyễn Công Trứ, thì lại có một cái nhìn nó khác hẳn. Cái mà vừa, thí dụ vừa rồi tôi có trình bày đó, đó là ông đề nghị rằng là cắt bớt một nửa chức quan đi và tăng lương cho cái thành phần còn lại, những thành phần mà khá giả nhất, tức là nôm na ra làm một cái cuộc cải cách về hành chính, giản lược hóa cái bộ máy cai trị, và những cái người cần mẫn đó, đó mà được thanh lọc đó phải tăng lương cho họ để họ đủ sống, thì họ mới có thể rằng là họ phục vụ được triều đình hoặc là đất nước hoặc là địa phương của họ. Những cái tư tưởng như vậy đó, đó là nó gây ra nhiều kẻ thù, nhưng mà Nguyễn Công Trứ lại là cái người thừa cái sự tự tin và cũng dày kinh nghiệm về quan trường ở tại triều đình trung ương ở Huế, và tự tin về những cái kinh nghiệm giải quyết vấn đề tại địa phương. Ông vẫn thông dong, ông vẫn cười, ông giữ được cái thanh danh của ông. Người ta cứ nói đến Nguyễn Công Trứ đó, đó là cái câu mà gọi là phải có danh gì với núi sông, mà đến cuối đời đó, đó là ông cười khẩy, ông coi cái danh đó, đó là cái chuyện nó phù vân, không đáng kể. Và chúng ta còn nhớ đến, trở lại đến chuyện chúng ta giai thoại về văn học Đồng Đỉnh Bò Vàng, theo nhạc ngựa, ông đi ông để một cái, ông cưỡi bò ông đi chơi, và đuôi con bò đó ông để một cái mo. Mà thì cái đó là để ông che miệng thế gian tại những cái lời đàm tiếu, những lời công kích của ông là lọt tai vào đến triều đình đó, thì ông bảo với ông đó ông để lấy cái mo ông bịt miệng rồi này. Và lúc ông vịnh cái phản cũng vậy nữa, đem thân cho thế gian ngồi, cuối cùng sau đó là còn bị tố rằng là phản để triều đình những hạn, thì chúng ta mới nhìn thấy rằng là cái triều đình đó, đó, đó nó đã có những cái mầm mống loạn từ lâu rồi, ngoại xâm nó vào một cái thì tan lập tức. Và triều đình đó và thời Minh Mạng đó là tương đối khá nhất, đã giải quyết những cái phương hướng mà do Gia Long đề ra, có những cái lầm lẫn, có những sự hà khắc vân vân đó, thế nhưng mà vẫn là cái triều đình vững chãi nhất, hơn cái triều Thiệu Trị về sau có mấy năm thôi, và là đặc biệt là hơn hẳn cái triều Tự Đức. Nhưng mà vào thời đó thì cái nhân vật mà tôi nghĩ rằng là kiệt xuất nhất của triều Minh Mạng, cũng làm quan trong suốt cái thời kỳ cai trị của Minh Mạng đó, đó là chính là Nguyễn Công Trứ. Và cái cuộc sống của ông nó phản ảnh nhiều sắc thái lắm. Thi ca thơ văn là cái điều chúng ta học có khi đã quên khi còn trẻ, tôi nghĩ chúng ta nên học lại, học lại cái cách sống qua những cái lời viết lại, có khi bị rơi rớt dọc đường. Bây giờ còn có hơn 100 bài thơ của ông, chúng ta còn học lại thêm một cái thái độ lạc quan, tin tưởng, biết rằng là mình làm đúng và có thể mình bị oan nhưng mà vẫn làm và chấp nhận trả cái giá rất đắt của những cái chuyện đó. Thế làm sao mà có thể một cái người sống như vậy được không? Ông vẫn có một cái lối thoát, làm thơ vẫn có một cái lối thoát, cái thái độ cười cợt, bỡn cợt, và kể cả những cái cuộc tình của ông khi mà trong cái phần trước thì tôi nói là ngũ thập nhiên niên tiền nhị thập tam. Nàng hầu vừa mới được cưới về đó, tôi hỏi xong rằng là chú rể đó, đó là bao nhiêu tuổi, thì nói rằng là 50 năm trước tới 23 đó chẳng hạn. Thì cái đó, đó đó là cái mà nó làm cho nó có cái sức xả, những cái áp suất, những cái sức ép, những cái khó khăn trong cái cuộc đời của mình chẳng hạn,
nhất là trong cái cuộc đời phải đi ra làm quan của cái đất nước lúc đó là chưa có, xin lỗi, kinh tế thị trường hoặc là nguyên tắc dân chủ, nó vất vả vô cùng, thì vẫn đi tìm ra được những cái giải pháp khác cho cái đời sống của mình và rất là thanh thản. Và thì vì vậy đó, đó, tại sao một cái con người mà tỉnh táo về danh lợi, không, và gặp đầy những gian truân chiên hoạn lộ đó, vẫn cứ đầy nhiệt huyết như vậy, 80 tuổi khi mà thấy nước nhà đó có thể rằng là bị thực dân Pháp xâm lăng nó, thì xin ra đi cầm quân chống giặc nữa. Nhưng mà Tự Đức đương nhiên từ chối, và sau đó ông tạ thế trước khi mà ông thấy cái cảnh nước mất nhà tan. Chúng tôi nghĩ rằng là sau 25 năm thủ hàn vi nghèo đói và chờ thời đó, trước khi làm quan vào tuổi 42, tuổi 42 đấy, thế rồi sau khi từ quan về thú điền viên cho đến ngày tạ thế đó, đó ông để lại không chỉ là một cái kho tàng về văn học, mà đời sau đó nói rằng là ồ, chỉ có một vài bài thơ là hay không được hạn đó, cái đời sau đó, đó là rõ ràng hoàn toàn rút nát cái nền giáo dục đó, nó làm cho chúng ta đánh giá sai công đức của tiền nhân, đánh giá sai những nhân vật mà xuất sắc như trường hợp của ông Chứ. Nhưng mà những cái chữ tác của Nguyễn Công Trứ nó còn cho chúng ta hiểu ra được cái ý nghĩa về tâm lý xã hội học về một nhân vật mà có thể rằng là có khi không phải là duy nhất, mà đã kết tụ các cái ưu điểm của một cái nền văn hóa Khổng Nho sắp sửa tiêu vong, nó cũng có những cái hay của nó. Chứ nếu mà không có làm sao đó, đó là một người đủ giải nguyên kỳ thi hương để mới tính rằng bây giờ đó, là tôi không dám nói những người ông tiến sĩ, ông thạc sĩ của Hà Nội, tôi nói ồ, cái đó mới bằng tú tài đấy mà. Tại sao mà cuối cùng lại đi ra làm quan ở trong quốc tử giám, làm quan trong quốc sử quán, rồi đi ra làm tham hiệp, đi ra làm phó đình trưởng Nội An, đi ra dẹp loạn, sau đó còn cầm quân chống lại quân Xiêm La chẳng hạn, được danh là uy viễn tướng công. Uy viễn là tại vì tên đất của ông. Tại sao một nhân vật mà có thể rằng là làm được ngần nghĩ chuyện như vậy được, thì cái đó chúng ta biết có lẽ là nó có một cái gì đó mình nên xem lại, hiểu lại. Có nhiều ông hủ nho, nhiều những cái vị mà làm quan đó, đó là theo cái học từ chương, đọc thơ phú rồi nói chuyện thánh hiền không thôi, nhưng mà khi mà đụng vào thực tế đó, đó có một số người xuất sắc thật, giải quyết những vấn đề thực tế, là Nguyễn Công Trứ giải quyết từ cái chuyện dẹp loạn, giải quyết từ cái việc mà thanh toán cái nạn cường hào ác bá ở địa phương, và đặc biệt đó là thanh toán ngay, gọi là thanh lọc lại cái bộ máy cai trị của triều đình trung ương ở tại địa phương đó như thế nào, và trả giá rất đắt cho những cái đề nghị rất sáng tạo như vậy của ông. Và cuối cùng đó, đó vẫn còn cười. Ồ, về già thì có khi đi xem hát, có khi lấy nàng hầu trẻ, giống như là cái tôi bà vừa mới nhắc đến lại. Thì có lẽ cái giải thoát của Nguyễn Công Trứ đó, khi còn trẻ nó là bốn món cầm kỳ thi tử. Cầm là đánh đàn, kỳ là đánh cờ, thi là làm thơ, và tử là uống rượu chẳng hạn đó đó. Ngoài ra đó, đó thì nó còn có những cái mà tình và ca nữa chứ. Tức là những cuộc tình với các cái giai nhân ca kỹ đó, thì ông đều tận hưởng hết. Nhưng mà sau ông mới dặn chúng ta rằng là, ồ, nghề chơi cũng lắm công phu, thì ông coi là cả cái cuộc đời đó, đó nó chỉ là một cái cuộc chơi thôi. Nhưng mà khi mà đã phải giải quyết đến nơi đến chốn và chấp nhận rằng có thể mình bị oan ức, mình bị lên xuống, chẳng sao cả. Cái đó nó là cuộc đời mà. Lúc mà mình đọc lại, mình theo dõi lại Nguyễn Công Trứ, và cái ngày hôm nay mà tôi mới đặt tên cái mục này đó, nó cái tên nó rơi hơi hỗn hào, đó là giải ảo về văn hóa đó, thì nó có những cái khía cạnh văn hóa của đất nước chúng ta, nó liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó nó có văn học, nó có thi ca, nhưng mà nó liên quan cả đến cái văn hóa chính trị, nó có thể nó giải thích được nhiều điều, những cái tai họa của đất nước trong lịch sử. Nhưng mà càng đọc cái đó, càng nói chuyện người xưa,
khi người xưa những nhân vật mà xuất chúng như là Ngô Thì Nhậm hoặc là Nguyễn Công Trứ trình bày về cái xã hội của mình vào cái thời đó, đó thì chúng ta lại còn giật mình hơn nữa, là tại vì những điều mà mấy nhân vật đó viết lại, trình bày lại thì chúng ta nhiều khi không không biết hết, lõm bõm ra. Nhưng chúng ta thấy rằng là hình như là mấy ông đang tả cái chuyện nó xảy ra, nó không phải Thái Bình của cái thời nhà Nguyễn, nó là Thái Bình bây giờ. Nó không phải rằng là cái chuyện Hà Tĩnh của cái thời Nguyễn Công Trứ, nó là cái chuyện Hà Tĩnh bây giờ của chúng ta. Thế tại sao mà chúng ta lại tiếp tục tái diễn lại những cái sai lầm đó? Thế thì những cái bài học của tổ tiên, của tiền nhân chúng ta vứt đi đâu? Là chúng ta nói rằng chúng ta đi theo một cái chế độ đi làm cách mạng, cuối cùng sau đó đó là đi lại vòng lại 180 độ trở lại tình trạng nó còn phong kiến hơn xưa, nó còn tham nhũng hơn xưa, nó còn tệ hại hơn xưa. Mà tại sao như vậy? Tại vì những cái người đang cầm quyền ngày hôm nay đó không có ý thức lịch sử. Cái thế hệ đang cầm quyền ngày hôm nay đó, đó là học lịch sử ở đâu ra? Lên cầm quyền là gì? Chủ nghĩa Mác Lênin, kinh tế chính trị học Mác Lênin, bút ký triết học của Lênin, có thể đọc được vài ba quyển, thế xong rồi từ đó ra leo lên đi ra làm quan, đi làm cách mạng và đi thi hành cái cuộc cách mạng đó, đó là trong vòng mấy chục năm vừa rồi đó, là không có chiến tranh, không có bị tình trạng của là nội loạn như là những trường hợp mà đã xảy ra trong thời Lê Trịnh, thời của Ngô Thì Nhậm, thời của Nguyễn Công Trứ. Họ đã có được mấy chục năm yên bình, họ đưa đất nước đến cái chỗ đó như thế này. Và bây giờ đó có thể là một số mấy cái ông thượng thư ở trên đó, là mấy ông quan viết các thứ bộ lại bộ này được kia đó, đó là đem ra xử ra về cái tội gọi là tham nhũng. Người lãnh đạo đó, đó họ học được những cái gì ở đâu và tại sao họ lên cầm quyền ở cái chỗ đó? Thì có lẽ tôi nghĩ rằng là chúng ta muốn đi tìm giải pháp đó, đó. Có thể chúng ta tìm cái giải pháp ở trong các cái xã hội dân chủ Tây Phương. Nhưng mà đừng quên rằng là trong quá khứ nhiều lần những cái bài toán đó nó đã xảy ra và đã có người nhìn thấy, đưa ra giải pháp đề nghị, đưa ra những cái chuyện giải quyết. Bây giờ đó chúng ta nhớ lại Ủy viện Tương Công. Chúng ta nhớ lại đến hai huyện Kim Sơn và Tiền Hải. Bây giờ chúng ta thấy rằng là một số nơi đó là vẫn có tượng thờ Nguyễn Công Trứ. Thì chúng ta nên coi lại xem Nguyễn Công Trứ là ai. Đọc lại một số những cái tài liệu ở trong nước về Nguyễn Công Trứ, tôi thấy nó sơ sài, nó đơn giản quá. Và nếu mà giờ chúng ta chỉ có một cái mục không thôi, đó là giải thích, trình bày lại một số những tác phẩm thi ca, những bài ca trù của Nguyễn Công Trứ, thì có lẽ chúng ta sẽ hiểu được cái văn hóa của nước nhà, để chúng ta biết được cái gì là quý mà gìn giữ lại. Lúc đó ngay ra mình không rơi vào cái tình trạng mà các cụ ngày xưa đã gọi nhận giặc làm cha, trong khi đó là cha ông mình nó đã có nhiều nhân vật kiệt xuất hơn nhiều lắm. Có thể trong một cái kỳ khác tôi nhắc trở lại đến nhân vật Ngô Thì Nhậm. Những chữ tác của ông đa số bằng chữ Hán, và trong đó trình độ của tôi đó về Hán học đó chưa đủ, nhưng mà cũng tạm đủ để thấy rằng là những bài phú chữ Hán của ông đó không thua gì những cái bài phú nổi tiếng của Trung Hoa từ thời nhà Hán ngày trước cho đến về sau. Nhiều tác phẩm xuất sắc lắm, khốn nỗi chúng ta có đấy mà không đọc được. Chúng ta có một cái dương, cái ổ khóa đó là đã, cái nhu liệu đã bị thay đổi rồi, chúng ta không mở ra được, không đọc thấy hết được cái đó. Cố gắng tìm lại chuyện đó thì mình mới thấy rằng là chúng ta có nhiều nhân tài, nhiều nhân vật xuất chúng, và chúng ta đừng quên họ. Chúng ta quên họ thì chúng ta bảo tại sao đời này nó khổ như vậy. Chúng ta thấy đời nào nó cũng khổ hết tất cả, tại vì cái tầng lớp ưu tú ở trên, những tầng lớp bất chính, và chúng ta đang thấy tiếp diễn lại tình trạng đó. Tôi xin tạm dứt lời trong cái chương trình giải ảo về văn hóa ngày hôm nay với nhân vật Nguyễn Công Trứ.